Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái khối Rubik này là con Razy, nó vòng tròn Razy 3 x 3 và x 2. Thì cái con Razy này bạn thấy mặt bên này mình quay nè, mặt trắng mình quay thì cái ở trong nó quay theo. Nó quay theo. Còn cái mặt này thì nó không quay theo. Thì thông thường á những cái con Rubik Razy á là nó có cái chốt khóa ở trong cái tâm nè. Thì cái tâm nào nó đứng yên thì nó sẽ mãi mãi đứng yên, còn tâm nào quay thì nó sẽ quay. Nhưng cái con này thì nó khác ở chỗ là nó không có chốt nằm ở tâm mà nó chốt nằm ở góc. Cho nên giả sử mà quay nè, bạn thấy cái này đã quay theo, hồi nãy nó đứng yên, bây giờ cái tâm trắng nó đã quay, nó đã đứng yên. Hồi nãy là tâm trắng quay theo, bây giờ tâm vàng lại đứng yên. Đó. Thì cái chốt nó nằm ở trong một cái con góc này. Thì để xác định cái góc nào là cái góc khóa thì mình chỉ việc là dặn một phát thì lấy hai góc trên đổi lên. Nếu mình để vậy nè, chắc chắn là nó đã nằm trên mặt trắng rồi. Cái góc đó phải nằm trên mặt trắng. Đây đây toàn mặt trắng nè. Quay xuống vậy. Thì nếu như á mà mình quay á, cái này nó đứng yên á thì nó nằm trong hai con này. Còn nếu mà nó không đứng yên á thì nó phải nằm hai con này, đúng không? Vậy thì quay xuống đây thì nó đứng yên thì nó sẽ nằm trong hai con này. Rồi, quay trở lại. Giờ mình xác định từng con này bằng cách là quay này xuống. Vậy là cái con khóa là nằm ở dưới rồi, nằm một con kia rồi. Mình cứ quay cái là mình biết, chỉ cần hai động tác là mình phân biệt được, mình sẽ tìm ra được cái con đó là con này, con này là con khóa. Cho nên con này đi đến đâu nó sẽ bị khóa đó. Bây giờ đưa xuống nè, khóa mặt dưới nè, đó. Rồi, đó là cái viên khóa của cái cục Rubik này. Cục Rubik này thì mình có một đặc điểm đó, và một đặc điểm nữa là giả sử mình quay mấy cái cạnh ở ngoài mình phải quay một lần vậy chứ không thể quay như vậy được. Quay gì nó bị đứng, bị khóa, tới đây nó khóa lại không xoay được nữa, đó. Nó bị kẹt rồi, kẹt không xoay được nữa. Thì những cái cạnh này nè, bốn cái cạnh xung quanh mình phải xoay hai lần 180 độ. R2, L2 đó. F2 ví dụ như vậy. Nhưng mà có điều đặc biệt là nếu mà quay cạnh giữa có nghĩa M thì mình quay được như vậy, thì nó sẽ có đường quay này nè, đó, nó có đường quay giữa này nè. Thì khi mình quay giữa này thì cái mặt, cái cạnh bên này nó đổi qua đây, cạnh này đổi qua đây, hai cái mặt này đổi cho nhau đó, thì nó có đường đi như vậy. Rồi, đó là cái cách đi và cái giới thiệu sơ lược về con Razy 3 x 3 x 2. Thì để giải con này á, cái cục Rubik này thì nó đơn giản cũng dễ giải, nhưng mà được cái là nó rất là nó rườm rà, nó rất là dài. Nó phải giải từng trường hợp một, từng viên một. Thì ở đây mình chia ra là có 6 bước. Thì cái phương pháp giải này trên mạng nhiều người giải lắm, nhiều phương pháp lắm, nhưng mà mình học được một cái phương pháp này của một cụ bà người Tây Ban Nha, năm nay cụ cũng cỡ chắc 80 tuổi rồi. Chúc cụ luôn khỏe mạnh để tiếp tục làm video Rubik ha. Thì mình sẽ giới thiệu sơ bạn một số công thức. Đầu tiên là cái bước số 6 là cái bước cuối cùng nè. Thì mình có cái công thức này. Cái công thức này á, bạn nhìn nó dài vậy á, nhưng nó rất là đơn giản, nó dễ nhớ. Cái R bình không à. Cái R bình rồi U. Rồi R bình rồi ui, nó là U phẩy đó. Đó R bình U rồi bình là ui, rồi R bình U bình hai lần, đó, bên này thì ngược lại. Cũng R bình không à, bên này U thì bên này tức U phải là ui, bên này ui thì bên này u vậy đó. Giờ mình làm thử cái này làm gì nha. Thì cái con Rubik này nó có cái đặc điểm là có cái viên khóa là viên nào ta, viên này hai, viên này. Thì khi mà mình giải thì mình dùng những cái công thức trên này làm sao để tránh cái viên này ra, không đụng tới viên này. Công thức cho nên bạn thấy R hoặc L không à, không có được, không có đụng tới cái viên này. Thì cái công thức số 6 này cũng vậy. Mình để cái viên này ở phía sau và bên tay trái, và mình dùng R, cái công thức này R U R ui, R là R bình đó các bạn, R bình U U, R bình U U. Rồi tiếp cái vế thứ hai, R bình ngược lại ui, R bình U, R bình U U, R bình U U. Bạn thấy bên này ở nguyên, còn bên này sao màu đỏ để nó nhảy qua đây, màu xanh, cạnh màu xanh nó nhảy qua đây. Thì cái công thức này là công thức di chuyển ba cạnh. Cái này là nó sẽ chạy theo ngược chiều kim đồng hồ nè.
đỏ qua đây, xanh qua đây, cam về đây. Bây giờ mình làm ngược lại công thức này thì nó sẽ di chuyển ngược lại. Làm ngược lại là bạn làm cái vế này trước nè, làm cái vế này sau, làm cái R bình U trước rồi tới R bình U sau. Rồi mình làm ngược lại nè, R bình U, R bình U, R bình U, U U, R bình U U. Rồi tiếp tới cái này, R bình U, R bình U, R bình U, U U, R bình U U. Các bạn thấy nó trở về như cũ. Đó. Thì cái này nghĩa là nó đã dịch chuyển ngược về cùng chiều kim đồng hồ. Ngoài ra công thức cuối nó còn có công thức này nữa, M là cái dựng lên chính giữa đó, còn MI là đi ngược lại. Thì bạn mình làm thử cho bạn xem cái công thức này. M dựng M lên đó, rồi R bình phương U U, R bình phương U U, rồi MI là đưa xuống, rồi R bình. Thì bạn thấy sao? Để lại đây, bạn thấy cái màu đỏ bên này nó di chuyển qua đây, cái màu cam này di chuyển qua đây, có nghĩa là mình dùng công thức này sẽ di chuyển hai cái viên đối diện, hai cái viên cạnh đối diện. Thì dùng hai công thức này thôi, chúng ta có thể giải quyết hết toàn bộ những cái việc mà di chuyển cạnh này, hai cạnh, bốn cạnh sai, hoặc là hai cạnh sai sát nhau, hoặc hai cạnh sai đối diện, thì mình dùng cái này giải được hết. Ví dụ mình thử cái nữa để mình đổi viên này qua đây ha, này qua đây. Giờ M lên, R bình U U, R bình U U, thả xuống, thả xuống. À, bạn thấy không? Đây, ở đây di chuyển qua đây, đó. Rồi từ đây mình có thể dùng công thức này để mà ráp một viên đúng cũng được. À, cái góc của mình phải đây đây. Rồi. Bây giờ mình di chuyển viên này qua đây, viên này qua đây, viên này lại đây, thì mình sẽ được cái viên cam này đúng bằng công thức này. R U R U R U U R U U R U R U R U U R U U. À, đúng cam. Rồi bỏ cam qua đây. À, di chuyển ba viên này cái nữa nó cũng trở về đúng. À, đỏ qua đây ha. Xanh qua đây, xanh này ngược lại đây là đúng. R U R U R U U R U U R U R U R U U R U U. Đó. Nó đã trở về xong. Rồi những cái dạng mà hai viên nó nằm sát bên nhau, bốn viên sai, hai viên sai, bạn dùng cái này đều xài được hết. Ví dụ là R bình U U, R bình U U, đem xuống. Rồi hai viên này nó đổi cho nhau. Bây giờ mình đổi viên này qua đây, viên này qua đây thôi. Coi bình u, ra bình u, ra bình u u, ra bình u u, ra bình u, ra bình u, ra bình u u, ra bình u u. Đây bạn thấy đó, nó sai hai viên nằm sát bên nhau đó. Thì để mình giải quyết được thì mình phải dùng một trong hai dùng hai công thức này để đưa về. Một là bạn đưa thành hai cái sai nó nằm đối diện nhau rồi dùng công thức này quay về, hoặc là dùng công thức này biến thành ba cái sai rồi dùng công thức này để quay về, cái nào cũng được. Bây giờ mình đổi con này với con này ha, để nó thành ba cái sai. Là R bình, R bình U U. Đấy, bị đâu vậy? R bình U U, R bình U U, trả về, trả về. Đó, giờ nó thành ba cái sai rồi. Rồi mình chuyển ba cái sai đó thành công thức này là xong. Cái viên của mình ở đây, đâu đâu viên mình đâu, phải để viên mình ở đây. Rồi giờ mình chuyển đi theo hướng nào, chuyển theo hướng này ha, thì đỏ xuống đây, xanh này qua đây, xanh này về đây, cũng như hướng này thì phải dùng công thức ngược, dùng cái này trước. R U R U, R bình U U, R bình U U. Rồi làm tiếp công thức này, R U R U, R bình U U, R bình U U. Đó, đã giải quyết xong. À, quay về thôi.
đó là cái bước số 6. Mình dùng hai công thức này để làm hết toàn bộ những cái cạnh của viên này, những cái trường hợp, tất cả mọi trường hợp mình có thể giải được bằng hai công thức này hết. Rồi còn những công thức còn lại thì mình sẽ giải thích các bạn từ từ trong quá trình giải công này. Rồi bây giờ mình sẽ rainbow nó lên để chúng ta giải thử cái con này như thế nào. Rồi, giả sử như mày này trắng, mày này cam nè, mình đổi qua lại nè. Đó. Rồi. Bước đầu tiên là mình phải quay cho đúng cạnh trong. Thì nó có hai loại, cạnh trong và cạnh ngoài. Góc trong là cái miếng tam giác nhỏ này, là góc ngoài. Cạnh trong là mình làm cái dấu cộng bốn cạnh trong này, bằng cách là mình quay lên thôi, mình quay lên, quay màu trắng lên. Nhưng ở đây quay màu trắng không được, có trường hợp là bạn quay cái nó lên liền, có trường hợp là bạn thấy nè, màu trắng này nó trùng với là cái thằng này, bạn quay cái màu trắng này lên thì màu trắng này lại lọt xuống. Bạn đưa cái màu trắng qua xuống đây để đưa lên đây, đưa xuống thì đưa không được, đưa xuống đây thì trên này nó lại lọt qua nè, bạn quay dưới trên này nó quay theo nè, còn bạn quay trên này nó cái mặt này nó không có khóa, cho nên đâu quay theo được đâu. Còn quay cái mặt này khóa, mà mặt này không khóa nó quay theo, cho nên không bao giờ đưa lên được hết. Bạn muốn đưa lên, trong trường hợp mà bạn bị hai cái nó đối diện nhau thì bạn muốn đưa lên, bạn phải kích dùng cách là đổi thôi, bằng cách là M đưa lên đây, lại đưa con trắng này lên, đổi qua. Rồi, đưa lên. Đó, dặn lên, đó là xong, bạn được cái mặt trắng. Xong bước thứ nhất. Bước thứ hai là quay góc trong bằng R bình F bình 2 lần. Góc trong này nè. Nhưng mà dưới trường hợp bạn thấy hai góc sai, hai góc cái màu vàng ở đây. Để giải được thì ở dưới này phải có hai cái màu trắng. À, nó tương ứng. Giả sử R bình F bình R bình F bình. Hai viên này nó nhảy lên thì nó lại nhảy thành hai viên này sai, cho nên hai viên này nó lọt qua đây. Cho nên trong trường hợp mà bạn thấy hai viên này sai và hai viên sai này nó nằm ở bên này, nó không nằm cùng một bên, thì bạn không thể nào giải được. Bạn muốn giải được thì bạn buộc phải dùng cái góc M đưa lên thôi. Rồi đó, nó sai thì bạn để vậy. Rồi nó màu trắng này đổi qua trắng này thì cũng như nhau, thì nó sẽ quay cái này thôi. Đó, quay lên. Rồi bây giờ bạn có thể sử dụng công thức này để sửa. Rồi bạn thấy coi này, hai màu trắng này nó đối diện hai màu vàng này, thì bạn chỉ cần R bình F bình R bình F bình là nó lên. Rồi tới này, hai màu trắng này nó đối diện với hai màu vàng này, R bình F bình R bình F bình. Rồi cái mặt trắng chúng ta đã lên. Một khi mặt trắng đã lên thì chắc chắn mặt ba trắng sẽ bị khóa đây, tại vì á cái góc khóa của mình là cái nào ta, là cái viên này, cái viên cam với xanh này thì nó dính theo cái góc trong này, cho nên đi đâu đấy, cái mặt tròn này mà nó đã hoàn thiện xong thì chắc chắn cái mặt tròn nó bị khóa. Rồi xong, chúng ta đã qua bước thứ hai. Bước thứ ba là chúng ta sẽ giải cạnh ngoài của mặt trắng, là cái cạnh này đây đó, mình phải đưa lên. Thì cạnh ngoài mặt trắng ấy, nó có hai cái cạnh đặc biệt, là đây là góc khóa của mình, thì hai cái cạnh là màu cạnh cam nè và cạnh xanh dương nè. Mình không thể đi như thông thường được. Ví dụ mình đưa cạnh xanh dương đây. À, đâu, cạnh xanh dương nè. Chưa có cạnh dương lọt này, để mình đưa nó xuống ha. Cạnh xanh dương này, mình muốn đưa lên chỗ này, mình không bao giờ đưa được. Tại sao? Tại vì chỗ này nó bị khóa, góc này đưa lên là nó bị quay liền, đâu đưa lên được đâu. Rồi mình đưa xuống thì quay liền, cho nên á mình muốn đưa cái dương này á lên á thì mình phải dùng cái cạnh giữa này nè. Thì nó đang nằm cạnh giữa, mình né nó ra. Rồi mình đưa cạnh giữa này xuống dưới. Đó. Giờ nó nằm đây nè. Rồi mình đưa cái xanh dương này qua. Đây. Đó. Rồi, đưa lên. Là mình được cái xanh dương này. Đó. Cái đỏ, cái cam tương tự như vậy. Cái cam nằm ở trên, mình đem nó xuống dưới đi. Né nó ra, trả lại. Rồi, giờ nó đang nằm đây đúng không? Thì mình muốn cho nó vô đây. Cách mình quay cạnh này xuống, quay cạnh giữa xuống. À,
mình đưa cái cam qua, đưa cam rồi qua đây đó. Rồi được rồi, thì chúng ta được cam và xanh dương. Còn hai cái cạnh kia thì giải bằng cách bình thường. À, chỗ này là xanh xanh dương đó, bên này là xanh lá. À, xanh lá đây, né xanh lá ra, đưa xuống dưới này, đón đón xanh lá vô, đưa lên. Cái đỏ tương tự, cái đỏ phải lên đây, đưa xuống, đón cái đỏ vô, đưa lên. Rồi chúng ta đã giải xong cái dấu cộng bốn cạnh cả trong lẫn ngoài. Ta qua bước thứ tư. Bước thứ tư có hai công thức, hai công thức này cũng dễ nhớ: R U, R bình U, R bình U, R bình U bình, R bình, rất là dễ nhớ. Công thức này nó đối xứng với công thức này. Bên này R thì bên này L. Tại sao có hai công thức? Là tại vì á, chúng ta phải né cái viên góc bị khóa ra. À, viên góc bị khóa của mình là viên này ha. Thì bây giờ mình đưa nó xuống dưới này, mình sẽ giải, trước tiên là giải cái góc ở bên tay trái, ở bên tay phải góc khóa nè, mình giải góc bên tay phải của nó trước. Thì góc bên này là trắng xanh dương đúng không? Đây, trắng xanh dương này, trắng xanh dương, mình sẽ đưa góc này xuống như này. Mà nếu như nó nằm bên phải á, thì mình phải dùng công thức R để nó không bị đụng tới viên này. Bây giờ mình đưa viên này xuống bằng R bình U, R bình U, R bình U bình, R bình U, R bình U, R bình U, U, R bình. Anh thấy viên này đã xuống rồi. Rồi mình giải tiếp cái viên bên này. Thì lúc này cái viên này mình nằm bên trái đúng không? Thì viên này là màu cam mà lại trắng, cam trắng đâu, cam trắng nó bị lọt xuống đây. Thì bằng cách bạn phải đưa này lên, bằng cách là nhét một viên bậy bạ nào đó xuống, nhét nhét đại viên nào xuống, thì cũng bằng cái công thức nó nằm bên phải không, thì dùng công thức là U, nhét cái viên này xuống ha, cho nó viên này nó lọt lên trên. R bình U, R bình U, R bình U, U, R bình đó, viên này lọt xuống thì viên đó nó lọt lên trên đây. Vậy là mình muốn cái viên này trắng cam này, trắng cam nó xuống đây đó. Còn cái viên khóa của mình, viên chốt của mình nó đang nằm bên này, thì mình dùng L để nó không ảnh hưởng tới này, thì dùng công thức này. L ui thôi, L ui là U phẩy đó, L ui, L ui, ui, L xuống. Rồi còn góc cuối cùng đây, xuống đây thì nó đang, cái góc khóa của mình đang nằm ở đây, có nghĩa nằm bên tay trái rồi, cho nên mình dùng R, dùng lại công thức này là xong. R U R U R U U R xong. Vậy là chúng ta đã giải xong một tầng, đã xong bước thứ tư. Bây giờ qua bước số 5. Bước số 5 thì nó khá là dài, bạn thấy nó hơi dài, nhưng mà nó cũng không có gì khó lắm. Thì công thức này cũng dễ nhớ: R bình U, R bình U, cái U cái U thôi. Rồi qua đây F U thì F bình U, có nghĩa là bên này U U thì bên này U U, ngược lại thôi, bên này R thì bên này F. Rồi tới này đổi F thành L cũng dễ thôi. Rồi công thức như này mình sẽ giải thích từ từ. Bây giờ ha, trước tiên là mình phải đưa cái góc khóa của mình đâu. Đây, khóa mình là góc này, mình đã đưa nó về phía sau và bên trái là nó nằm ở đây. Thì mình dùng bên này thôi, không có đụng tới nó. Rồi các góc của cái mặt trên này, mình kiếm một góc đã được đúng rồi, không có góc nào đúng hết. Nếu có góc đúng á, thì bạn để hai cái góc đúng nó nằm đây. Còn nó không có góc đúng thì bạn để đại á, để đại đâu cũng được, để đại đây. Không có đúng thì bạn cứ để đại đây. Rồi mình quay. R bình U, R bình U, R bình tới đây. Bạn thấy một cái cạnh đã lật lên màu trắng nè. Rồi mình tới bước thứ hai. F bình U, F bình U, F bình. Bạn thấy hai cái nó quay lên. Rồi đổi mặt F thành mặt L. Mặt F này mình quay qua thành mặt L. Đó. Rồi bạn tìm hai góc đúng đưa qua R. Cái này đúng không? Đây hai góc đúng nè, bạn đưa qua R, qua đây. Rồi mình làm tiếp công thức ở dưới. Bây giờ thật ra công thức này nó đối xứng với công thức ở trên,
NR thì này thành L thôi, cái này U thì thành UI thôi, cái này UI thì thành U thôi, cái này cũng vậy, F thì vẫn giữ, có UI thành U mà U thành UI nó ngược lại thôi. Bây giờ mình làm bên này, mình quay qua đây thì cái góc của mình đã lọt vào đây, góc khóa đã lọt cái đây cho mình lại L, L bình UI, L bình U, L bình F bình U, F bình UI, F bình. Bạn thấy góc đã được dài, à, góc đã đúng. Nó cũng sẽ có trường hợp nó có hai góc đúng sẵn, thì bạn để hai góc đúng sẵn nó nằm ở đây rồi bạn dùng công thức đó là xong. Rồi chúng ta đã xong cái góc, còn lại là cái cạnh. Cạnh thì hồi nãy mình đã nói cái bước 6 này nè, hai công thức là chấp hết tất cả các trường hợp của cạnh, cạnh sao mình vẽ cũng được hết á. Rồi mình đưa cái góc khóa này về đây. Rồi, đặt cái hai cái mặt đúng ở đây, thì còn ba viên sai nè. Mình đi theo chiều nào? Đi theo chiều này phải không? Đó qua đây là đúng, cam qua đây là đúng, bạn này nè, đi theo chiều này. Vậy thì mình làm công thức này trước. R bình U, R bình U, R bình U U, R bình U U. Rồi, công thức này. R U, R bình U U, R bình U U. À, chúng ta đã giải xong. Đó. Thì còn lại nhiều trường hợp khác nhưng các bạn mình nghĩ là giải cũng sẽ dễ thôi, không có khó khăn gì hết. Cái này nãy mình nói rồi, để đâu mình làm lại thử một cái này cho bạn xem ha. Thì góc khóa mình đây, làm lại công thức này coi. R bình U, R bình U, R bình F bình U, F bình U, F bình. À, cái này cũng đối xứng thôi, u thì bên này thì ui, ui thì bên này thì u. Rồi quay qua đó, đổi hai cái này lại đây. Hồi nãy mình đang làm cho nó sai mà, l bình ui, l bình u, l bình f u, f ui, f bình. Rồi đây, giả sử bạn tới bước số 5, bạn giải góc để mình làm lại cái này cho bạn xem cho nó dễ. Rồi cái góc của mình nó đang nằm ở đây, góc khóa nằm đây. Rồi để đây bạn giải góc ở trong trường hợp là nó có hai góc đúng rồi, thì hai góc đúng rồi bạn để đối diện mình ở mặt F, rồi bạn dùng công thức này. À, mấy góc này sai hết này, góc này sai hết này, hai cái đúng mà ở mặt F. Rồi R bình U, R bình U, R bình F bình U, F bình U, F bình. Đổi mặt F thành mặt L. Hai cái mặt đúng này đem vào bên này để. Rồi, để né qua thôi. Cái khóa nó đang nằm ở đây. L bình U, L bình U, L bình F bình U, F bình U, F bình. Đó. Thì đó là cách giải của con Racy 3 x 3 x 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.